Orion. À, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Ngươi đã làm gì sai? Nói ra hết thì ta sẽ cho ngươi được lên thiên đường. Hả? Thật á? Ngươi đã làm gì sai? Mau nói ra đi. Tôi có đánh chị mình. Còn gì nữa? Mẹ bảo làm bài tập mà tôi không nghe lời mẹ, không làm mà chơi game. Hết chưa? Thật ra tôi đã từng lén mẹ đi mua kem ăn trong lúc mẹ dặn đi mua đồ lặt vặt ấy mà. Tốt lắm, biết nhận lỗi sai của mình và biết ăn năn hối lỗi. Vì thế hôm nay Tôi sai rồi. Ta sẽ cho ngươi được lên thiên đường. Ơ? Thật á? Đổi lại, ngươi phải nhớ rằng nếu mà tái phạm và gặp lại ta, ngươi sẽ phải đi đến địa ngục hộp ngẫu nhiên và địa ngục ăn cơm căng tin đó. Vâng, tôi biết rồi, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra đâu, không tái phạm nữa. Được lắm, hãy đến thiên đàng. Yup. À, ở đây là thiên đàng à? Charion. Ơ, có chị Sora ở đây, vậy thì nơi này chắc chắn là thiên đàng rồi. Dion à, hôm nay cả hai đứa đều đến thiên đàng nhỉ? Đúng rồi, khe, thích quá đi, chị Sora. Hôm nay là ngày của Hưng Wu hay sao đây? Wow, là ngày của Hucky Wucky. Wow, nhiều quá luôn, em thích Hucky Wucky lắm. Đúng rồi, dạo này đang hot quá mà. Tụi mình trao đổi đi. Thích quá đi, Hucky Wucky. Trao đổi đồ chơi, đẹp dẻo. Lần trao đổi đầu tiên là tôi đây, Hucky Wucky. Cái này nha. À. Wow, còn chị là mũ Kiss Missy. Wow, chị đặt mũ Kiss Missy thật luôn á. Ừ, chị muốn có gấu bông Hăng Cu màu xanh cơ. Thích quá đi. Thích quá. Vậy thì đồng ý. Thích quá. Vậy thì đồng ý. Kê. Chị cũng đồng ý. Thích quá. Wow. Thích quá đi. Đóng cái chị Sora đổi này. Chị Sora xem này. Wow, 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 hucky, wucky, wucky. Thích quá đi. Wow, thú vị quá, kê. Buồn cười quá. Trao đổi đồ chơi thiên đàng đúng là số 1 mà. Đúng là đỉnh của job đấy. Tiếp theo chị sẽ trao đổi cái này. Móc chìa khóa Popip lấp lánh đấy. Cảm giác vừa thích lại vừa có đèn nữa này. Có cái đèn nữa kìa. Lấp lánh kỳ diệu lắm đúng không? Chị này, em sẽ cho chị xem cái này giống chị lắm. Cái giống chị á? Cái gì cơ? Cái này. Móc chìa khóa túi đựng tiền xu. Xinh đẹp giống chị chưa? Ở đằng sau còn có thớp ít nữa nè, khe. Dễ thương quá đi. Dễ thương đúng không? Vậy thì đồng ý. Đồng ý đi. Nice. Đồng ý. Đèn lấp lánh thật kìa. Lấp lánh vào phía sau cũng ấn được nè. Bên trong còn có thêm một cái móc chìa khóa này. Thật à? Chắc là do chị xin nên người ta cho thêm cái đó đấy. Chắc là do đây là thiên đường nên mới được như vậy đấy. Do chị dễ thương quá đó. Đẹp quá đi. Giờ mình có hai cái móc chìa khóa rồi này. Thích quá. Chị Soda thích thì em cũng thích. Thích quá đi. Xin chào, ta là Hucky Wucky. Chùm trò chơi chúng tìm đây. Gì vậy? Vậy thì chị là... Xin chào, ta là Kissy Missy. Ta nghe nói ngươi đến thiên đàng để trao đổi đồ chơi. Xem xíu là xuống địa ngục. Mày mà lên được thiên đàng nè. Kê. Kê là câu cửa miệng của mình mà. Hucky Wucky đâu có nói kê. Nhưng mà kê. Buồn cười quá. Thích quá, hôm nay lại là ngày vui. Trao đổi đồ chơi chỉ có ở thiên đường. Đấy, thành công.